Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu touring cao cấp nhất tại thời điểm năm 2019, dòng gian phát rap SL2 có tông màu xanh tím than. Và trong thời gian vừa qua em đã về được một chiếc dòng phát rap này rồi, và hôm nay em về thêm chiếc nữa. Và xe có độ mới cực kỳ mới nhé, xem đánh giá tổng là tổng thể là tầm 95% xe. Đây là một mẫu xe phát rap SL2 dòng touring cao cấp khoảng năm 2019. Vâng, mà bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, một trong những cái mẫu năm 2019 của dòng gian touring thì đây là một dòng gian touring phát rap với cái bộ khung rất là trường đó nhá, và với một lớp sơn nhũ tím than nè, tím than đây, có nhìn rõ đây. Rất là mới, sáng và bóng. Anh em đánh giá độ mới của nó tầm là 95%. Trước đây ông về là một chiếc như vậy rồi. Đây là một mẫu touring cao cấp của dòng dòng gian năm 2019, gian phát rap. Có bộ khung làm từ kim nhôm alloy X. Vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng gian. Tổng thể nước sơn xe còn rất là đẹp luôn nhá. Em đánh giá trên 95%. Xe gần như là rất là đi lướt. Đây bác hình cái gạt nhựa bên trong của xe này, nó vẫn còn nguyên trong suốt của nó này. Xe mà đã được sử dụng rồi thì nó sẽ ngả màu vàng, mà giờ xe rất ít sử dụng nhưng mà vẫn còn nguyên. Xe như mới luôn nhá. Đây là một mẫu dàn phát rap. Và điều đặc biệt trên xe là có bộ tem chìm 3D của dòng gian dập nổi. Đây là tem 3D. Tem 3D của gian dập nổi nhá, cùng với khung in chìm luôn. Đấy. Và trong cái quá trình mà vận chuyển thì bên em về thì nó hơi bị lõm ở cái chỗ khung xe đây này. Một vết nhỏ thôi. Nhưng mà tổng thể xe còn rất đẹp, không thể nhìn rõ được. Đây. Có một vết lõm nhỏ đây bác nhá. Đấy. Trên khung xe. Đấy, trong quá trình vận chuyển của xe nhưng không ảnh hưởng đến xe cả. Xe còn nước sơn rất là mới và đẹp. Đây là một mẫu gian cao cấp của năm 2019, dòng gian phát rap SL2 size M, thì các bác là từ 1m6 đến trên 1m7, 1m65. Của Ford Kia Đông Ngọc Yên, chính hãng của gian, đó là gian Connect. Thì em đã giới thiệu của trong những cái video lần trước thì những cái dòng gian Connect này chuyên sản xuất những cái dòng gian cao cấp, những model cao cấp tại hiện tại thì nó chính là gian Connect đằng sau đây, gian Connect này rất là cao cấp đúng không nhá. Tay lắm cao su đúc, tay lắm sừng trâu. Tay lắm cao su đúc chính hãng của gian, nguyên bản cho xe. Tay lắm còn nguyên, rất là mới không nhá. Bộ mới của xe thì không còn gì để bàn nữa rồi. Xe như vừa được mới được mở hộp. Xe được trang bị với cấu hình Shimano Microship G9. Ghi đông cũng ở chính hãng gian, còn rất là mới. Thế bên phải em được trang bị với cũng là trang bị với củ Macro Ship D9. Tay lắm cao su đúc chính hãng của gian. Đằng trước khung xe thì có logo biểu là dập lổ trên khung xe của chính hãng gian. Trang bị với cục cặp phanh dầu thủy lực Techo phanh dầu. Càng nhôm không mối hàn giả carbon nữa nhá. Càng cao cấp giả carbon không mối hàn. Đấy. Đây là một mẫu gian cao cấp nhất năm 2019. Dòng gian phát rap SL2. Các bạn trên mạng để tham khảo thêm. Mayer chính hãng nguyên bản cho xe của gian. Xe được sử dụng với cặp lốp vành một đĩa, vành nhôm. Vành của gian, đây bác nhìn đấy, vành còn rất là mới luôn. Đây là vành một lớp,
Thì trong những video lần trước em giới thiệu thì cái vành một lớp này là chuyên sản xuất dành cho những dòng xe đua đấy. Nhưng mà trong cái hãng RAM này thì nó nâng cấp thêm bởi cái bộ thiết kế cái cặp vành nhôm một lớp, vành đổ đây, vành đĩa cho cái lực chắn gió tốc độ cao hơn so với những cái mẫu touring thông thường khác. Đây là vành một lớp các nhá, vành hai lớp, vành của nhôm. Kích thước lốp là 700x28C, lốp chọc đấy, lốp chọc Maxim, lốp của chính hãng RAM luôn, nguyên bản theo xe, lốp còn rất là mới đấy. Lốp chọc các nhá, lốp tròn, lốp đấu sư đấy, rất là cao cấp. Bê đan bi vòng nguyên bản theo xe. Và thiết kế cái bộ khung xe này có cọc yên hình tam giác đấy. Những cái bộ cọc yên mà khung hình nút lỗ mà có cái cài cọc yên như này thì hầu hết là những dòng xe đua cao cấp thời điểm hiện tại đấy. Thì dòng gian HR2 này đã bố trí và thiết kế thêm để khác biệt so với những dòng touring thông thường khác, giúp cho xe rất là trường xe và rất là khỏe xe đó. Chắc chắn cho bộ khung xe phủ là Shimano Sora. Xe này nguyên bản có cái thấm mà đập của phủ đề đây. Chín tầng lip của Shimano, đây là lip của Shimano nhá, lip nguyên bản theo xe, lip và xích còn rất là mới đây. Gạt đĩa, gạt thấm lip bên trong vẫn còn rất là trong suốt đây, nó còn mới nguyên đây. Mayer 6 là Mayer nguyên bản theo xe, Mayer của Gian. Đấy, có thể thấy rõ. Vành đằng sau cũng là vành đổ, vành đĩa, giúp cho độ chắn gió của xe tốt hơn, bon hơn. Sử dụng bộ lốp chọc của Gian, lốp chọc chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Vành Gian. Cọc yên đây. Cọc yên dẹp, cọc yên hình tam giác cao cấp của Gian, yên Gian rất là mới. Em đánh giá tổng thể xe tầm 95% xe, rất là đẹp. Và bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe nào. Lên nếp rồi. Xe được trang bị với 9 tầng nếp rất là cao cấp của Shimano chính hãng, còn rất là mới nhá, nguyên bản theo xe. Củ đề Sora xuống nếp đây, rất trơn tru và mượt mà. Và xe được sử dụng với bộ gạt đĩa của Sora, trang bị với 2 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa rồi, rất là trơn tru và mượt mà. Xe còn độ mới rất là cao nhá, trên 95%. Và đây là chiếc thứ hai bên em mới về. Chiếc lần trước em đã về một chiếc rồi, dòng Gian Phát Loát FL2. Đây. Tay nắm sừng trâu của Gian Convex, nguyên bản cho xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Gian Phát Loát FL2 model mới nhất thời điểm hiện tại năm 2019. Và xe có giá rất tốt bên em là 9.3 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có lòng quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Còn lại các bác còn chưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.